Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Thằng Mập Food của mình. Hôm nay mình tiếp tục làm clip ăn khoai lấu với lại bánh mì. Mời các bạn thưởng thức với mình nha. Hôm nay mình ăn bộ đồ lòng của bạn mình đó các bạn. Các bạn thấy ổ bánh mì của mình đập không? Giống bánh mì que Đà Nẵng không? Cái này là nước của phá lấu rồi các bạn. Cái này là ruột heo rồi. Lỗ tai của mình ở lỗ tai của heo rồi các bạn. Có lỗ mũi nữa. Lỗ mũi dưới đây nè. Dưới lưỡi. Đây lỗ mũi rồi. Giống lỗ mũi mình không? Cái này mình ăn với bánh mì. Còn ăn với lại mì gói cũng ngon các bạn. Này nước này nó cũng không có mặn lắm. Vừa ăn nó ngọt ngọt, nó hơi hơi mặn hơn, với lại có nước tương chưa ngọt nữa. Cái này là phá lấu heo các bạn. Đủ quá. Mình thích nhất là ở nước này nè. Nó ngon, nó thối thối. Ngon quá bạn. Nước này là xuất sắc luôn. Lỗ tai nó này mấy bạn. Giòn sực sực luôn.
Bữa nay ăn cái này sao nó thốn thốn mà tưởng tượng giống như mình ăn của mình. Nước này nó vừa ăn chứ nó không có mặn. Mấy bạn để mấy bạn thấy mình hấp, mấy bạn nó mặn mà này nó hấp ghê quá. Nước lỗ tai quá, lỗ mũi các bạn. Ngon. Này phá lấu heo quá. Mình thấy người ta nghe ăn có nghe cái mùi giống như mùi thuốc bắc luôn. Thôi chắc là nấu gia vị. Còn mình ăn phá lấu bò đa số người ta nấu bằng nước cốt dừa. Này biết mua mua chỗ nào sạch đó. Ăn nó an toàn, nhiều chỗ làm cũng dơ. Béo các bạn, ăn cái này cũng mập lắm không. Nhận mình thích cái nước này vô cùng luôn á. Một ổ bánh mì này chắc bằng hai ba ổ bánh mì thường quá mà nó dài ghê. Nước này nó vừa ăn chấm lên nước tương nó mặn mặn nó ngon. Trắng ăn cho nó hấp dẫn.
Ruột này mực thìa mà ăn cũng ngon đó. Nướng nhưng mà làm cực lắm. Thèm ra ngoài mua về ăn cho nó tiện. Dài dài bé béo cắn nó xì mà hết ra. Mình cũng có lưỡi luôn. Xuất sắc. Chỗ này người ta làm sẵn rồi, mua chỗ này người ta làm sẵn mất. Vô về người ta cho nước đó, không bao giờ ăn hết luôn, vẫn ngon ghê, dư giả. Sắp đò rồi các bạn. Này nãy mua cả ký rồi.
này có dao mà mình múc mình ăn. Khúc lòng này uống nu luôn các bạn, giống mình ghê, không biết cắn sẻ không nữa. Đầy miệng luôn. Thay vì người ta ăn bánh mì á, người ta dồn mỗi hứng ít ít vô, rồi mình không có dồn mỗi hứng ít ít mà mình ăn mỗi hứng ít vô cái miệng trộn cái tổng á. Bánh mì mà nó gặp nước đó là nó nở ra các bạn. Bây giờ mình ăn hai ổ mà mình uống nước mình chấm rồi nữa giờ cộng nó nở là tới 4 ổ luôn. Nghĩa là mình cũng trâu vậy. Mà ngộ lắm nha. Mỗi lần ăn con cái nó có cái lạ, ăn ngon cái ăn hoài luôn, biết là mập nhưng mà không có cách chớn, mắt ăn hoài không ngưng được. Ham hố sẽ bị từ cố. Lâu lắm rồi mình mới được ăn lại bánh này các bạn. Đang ăn cái này lại ngon ghê luôn. Ăn một một ký phá lấu với lại hai bánh mì rồi chơi còn húp nửa cái tô này nữa. Xuất sắc luôn, quá ngon. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn xem video thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.